mạnh hơn. Sở trường nó theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận tháng 27/8/2022. Thôi đi quăng thép nè cả nhà. Trống lỏng ngon quá. Ông quăng cái chà bung ra khỏi màn hình luôn mà. Thôi bung ngon vậy mà không có nữa thôi. Thôi chịu luôn đó các nhà. Vừa mấy cá đó nó có gịch không? Tưởng vô sâu rồi hả? Kêu Quỳnh Đức ra quay. Vô nè, cái này vô nè. To quá, một con. Mỗi phần quà gồm thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm trị giá 190.000 đồng, tổng cộng 250 phần với số tiền 47.500.000 đồng. Bên cạnh Liên đoàn Lao động quận cũng trao 121 phần quà cho người lao động. Ủa, con gì nữa kìa, ở dưới con gì nữa. Ôi, cá biển dưới hả? Cá biển nó bự kìa trời. Lòng thân không có cá biển luôn. Ôi, cá biển. Ôi, hai con cá biển luôn. Hai con cá biển. Hai, hai cá tắng với tên nó nữa. Ủa, cái chài này 5 con. 5 con. Này mới vô cá 3 kế mới bù lại cái chân được. Biển bữa thì ghê trời. Gọn cá bữa mò luôn á. Ý con cá cua đồng nữa kìa. Vậy là 6 con. Cảm ơn nha. Trời, nãy nghe thông báo hình như là nó đi từng hộ, nó xét nhiễm phải không anh? Người nào cũng được phải không? Ủa, cá gô mập chứ trời. Chùi nhém ga luôn kìa. Thì cái giống thứ cá gô vậy á, mà mập chứ còn cá gô mà nó bự chảm mà dài sọc thôi rồi luôn. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Hòa đã cùng các thành viên không ngừng đổi mới nhiều phương thức hoạt động linh hoạt, cần đến nhiều cách làm hay thiết thực. Cô bán sao không kêu đi dài dài đi chơi? Không cho đi hả? Khá quá không kêu đi hả? Sợ con cá nữa kìa. Này nhóc cá luôn rồi. Trời ơi, cá nó bự kìa trời. Thả đi. Không xanh. Từ 26 tới 30 sau cái hết cái nữa ông xin tiếp nữa. Vậy xong đi nha, nhịn luôn đó. Cá nó còn ngon hơn cá phi nữa. Cá đầu biển bự ghê bây giờ. Cá đầu biển nó ăn béo. 2, 4. Cái bãi này nó này. 6 con chứ, 6-7 con. Hả? 6 con hả? À, từ cái bãi này gì hả? Đấy. Làm như nó quay tối hơn rồi đó. Tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tổng liên đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua Zalo hội nhóm trong bối cảnh giãn cách xã hội. Mở hội về chuyện cần chuyện gia đình tham gia công tác đỏ con nữa kìa. Tài ơi tài. Kệ đó, có cá là được. Dục xuống dưới đi. Mày chạy lên tiếp. Ba con cũng được. Hai anh kia bự buồn. Quá im luôn chứ. Ba cái lạp rồi đó. Chú nhìn sau lưng con đi, nhìn sau lưng chú ra. Lỗi. Trời ơi cái gì vậy? Hội trân trọng sự hỗ trợ cũng như tấm lòng thượng nguyện của các vị các chị hội viên phụ nữ xã nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như các phong trào của hội phụ nữ từ nay đến đây. Con con kìa. Cảm ơn với thính giả. Một em rồi. Hai em. Ba. Ba, bốn, năm con. Sáu con, năm sáu con. Nhóc. Sáu con cá. Nhiều lắm. Cô Lý ha. Cô Lý. Ồ vô con cá nó bự kìa chú lớn ơi. Cá nó đà nó bớt tựa nó uổng. Làm gì ăn đi. Chiên ăn đi. Ôi ôi cá nó bự kìa trời. Sáu con. Có lý. Có lý rồi đó.
Nó đi hả? Dạ đi nhìn cho. Dạ đi. Ngon. Vừa tới mía lục bình luôn. Ghê đâu. Tới công chuyện. Các bạn nhìn giùm, các bạn nhìn đâu ạ? Đó, ủa lắm coi. Ôi. Vô rồi. Vô rồi cả nhà ơi. Vô rồi. Kéo đây. Nó không hết à. Nó gịch quá trời luôn nè, mà không biết là còn không nè. Chưa còn, nó đâu đâm tim ở ngoài đâu mà không còn. Kéo chạy đi. Ê, đâm tim rồi. Rồi. Còn. Hai con. Trời ơi, trời. Vô sâu luôn. Rồi. Vô. Vô nhà gỡ. Hình chui. Trời ơi, trời. Hai con. Con cá ông nội luôn. Đưa con cá nó bự cái trời. Trưởng luôn. Vô rồi, thằng kia nó gịch chài chú. Ngon hả? Giờ anh Vàng chạy về ngoài. Ôi con cá nó bự lên ôi. Gịch dữ không? Chạy. Xoay không? Tao nói vô là vô mà. Tới đó rồi nè. Ôi. Mà không biết là nó có gà bớt không cả nhà ơi. Vì thấy nó xì tim á. Tâm không con? Tâm. Dắt. Còn con nữa. Ừ. Con kia nhỏ hơn. Trời ơi. Trời ơi. Phê. Vô. Hai con. Có mùi sưng. Giờ có xanh con nhỏ rồi cả nhà. Tiếp con ơi. Thịt đúng rồi, đúng cái tên này. Quá, hàng ca. Không biết nó có gà bớt không, có chị nhỏ chị tim bự quá. Ừ, mấy tim luôn. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Qua Đồng Nai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để chuẩn bị triển khai các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng bung mà bung không hết thôi. Nó teo không mà. Trời ơi, con quái vật. Sao quá không quay thấy tới. Việt Nam thu hút hơn 19 tỷ đô la vốn đầu tư từ nước ngoài trong 8 năm qua. Theo phản ứng kinh tế, tình hình tại sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan như nãy không? Khu vực này có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Cái này không ngon. Không bung rồi. Bây giờ là lời tôi chưa biết. Đấy, con kìa. Sáng nay, có. Để chuẩn bị cho việc triển khai hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và hai chuyên đề giám sát của ban thường vụ Quốc hội. Ui, 4-5 con luôn. 4-5 con luôn. Con lấy. Nó ngon. Đây là câu quan trọng để tiếp tục để thủng lần kia.
phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Tại hội nghị bước đầu và dự thảo kế hoạch bổ sung các chương trình giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ các chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phạm vi rộng, do đó phải xác định rất rõ mục đích, yêu cầu của từng chương trình giám sát, từ đó xác định được phạm vi, đối tượng và lĩnh vực trọng điểm phải tiến hành giám sát. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các đoàn giám sát phải hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Đối với từng chương trình giám sát, những vấn đề nào vừa qua đã có giám sát, có báo cáo thì tận dụng kết quả này và yêu cầu các cơ quan báo cáo bổ sung, chứ không phải là chạy lại. Đồng thời cần phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, có đầu mối chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan. Còn bên còn mấy bên nữa ở đâu kế hoạch phạm vi nội dung tiến độ của từng chương trình giám sát, các nội dung này sẽ được tiếp tục hoàn thiện để trình ủy ban thường vụ quốc hội quyết định tại phiên họp sắp tới. Trước đó, thực hiện chương trình hoạt động giám sát cho năm 2022 tại nghị quyết số 09 của Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 18 về đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lại nghị quyết số 19 thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án về từ khi nhậu như vậy là kéo nhỏ nó hoài khỏi vực. Ôi ủa đâu kìa, ngay bến chạy luôn. Vô nữa rồi. Đổi bến nè, này đổi bến ngon nè. Chắc có một cục đất ấy, đâm tim ngoài trời ơi rồi. Lúc nào cũng dướng cái đó tưởng này. Phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị các bộ ngành địa phương khi thông qua các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tận dụng những thông tin đã có, bảo đảm việc chống trồng chéo quyền lợi để tránh lãng phí. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Công an nghiên cứu triển khai các ứng dụng để khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dân quân cả trời xấu quá, yêu cầu của người dân doanh nghiệp tạo điều kiện để họ được hưởng những tiện ích đó có kìa. Mấy con? Một con một, hai con. Hai cá. Có cá là được rồi. Nhất là đảm bảo dữ liệu dân cư nó được bổ sung cập nhật hàng ngày từ cơ sở, những người với độ tuổi trong cả nước phải được hai con nhanh nhất còn lợi nhất. Chà chú cũng hai con mà hai con chất lượng. Bây giờ là quăng lại cái bến cặp cá bự nãy đó cả nhà, thử coi có luôn không nha. Có hay không có gì thôi kết thúc cái video luôn nha cả nhà. Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An kiểm tra và trò chuyện thăm hỏi người dân. Thủ tướng yêu cầu một người dân trọ tại đây gọi điện cho các số điện thoại khẩn cấp được địa phương phổ biến cho người dân như y tế, lương thực. Tú quải luôn á. Bỏ bờ ra khúc luôn. Chưa có tình luôn lúc mãi mà.
cá bự phải không? Bình Định bắt cá bự chứ đâu. Nãy qua quăng mồi tú ngoại không? Sau khi gọi 3 số điện thoại trong danh sách cung cấp hỗ trợ cho người dân khu vực phong tỏa, số thì không liên lạc được, số thì máy bệnh, thủ tướng thì đó. Anh chị có biết vì sao tuyến cơ sở là pháo đài chống dịch hay không? Phải thường trực 24/24 để hướng dẫn cho người dân. Như là xong rồi đó. Con cá bự bữa cũng có gạch đâu. Hình xui vậy ạ. Biết đâu được. Cái chấm cỏ này nó bày không à. Nó đâu có lẽ. Cách lỗ tùm quá cho nên thấy không. Không giá lỗ đó đâu. Trời ơi. Mình xem đêm rồi. Có lẽ nào không một con nào không có con nào luôn cả nhà ơi. Rồi cho cả nhà coi cá rồi cho nhà coi cá đi coi đây ngon quá cả nhà ơi. Thôi kết thúc cái video luôn cả nhà ơi. Rồi hẹn cả nhà lại cái video sau. Bye bye. Báo cáo thủ tướng, lãnh đạo cơ sở cho biết về